chiều miêu với chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi chung mang thêm áo mới, mà gặp lại chung vẫn như xưa. Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi chung quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mình quá đi thôi. Trong trí nhớ đường thênh thang bạn thân kéo nhau về, bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười, bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi chung mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi chung quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Quá đắng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai quá mau. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi chung mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi chung quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Xưa rồi, giờ đây khác ngày nào xưa rồi, chung mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi chung quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chung mặc thêm áo mới, mà gặp lại chung vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chung quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mình quá đi thôi. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, đừng từ xong rồi. Thank you.
20 năm chung một lối về là sự kiện đặc biệt nơi những đứa con xa cùng trở về mái trường trung học cơ sở Đồng Cương thân yêu của chúng ta để tri ân thầy cô, nhà trường, gặp lại bạn bè cũ và để cùng gắn kết, cổ vũ cùng nhau tiến xa hơn trong tương lai. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các quý thầy cô giáo. Trân trọng giới thiệu xin xin của thầy Vũ Văn Chiến, trưởng phòng nhân sự, phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Lạc, nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở Đồng Cương, nguyên giáo viên dạy khóa trường trung học cơ sở Đồng Cương. Những năm tháng ấy mình đã đi qua, những đôi mắt ấy nhìn về phương xa, dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la, đời đổi thay, thế giới vẫn quay. Tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong. Năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi mười nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngó lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân tươi. Anh thì cứ bước chẳng sợ ai chi, đam mê phía trước đừng đợi chờ lễ thế, mơ và hay cứ ước thanh xuân cùng làm điều phi thường, hẹn gặp nhau ở cuối con đường. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong. Năm tháng ấy quay lại được không? Ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi mười nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân thời. Đã xa rồi, thời thanh xuân tươi nồng của tôi, phải sống hạnh phúc, nước mắt không rơi. Sau này ta sẽ có tất cả, nhưng không có chúng ta. Tính toán mưu sinh và ba buồn về ngoài kia.
chúng ta đã về đây trong một sự kiện mà cái tên thôi cũng đã gửi gắm biết bao tâm tư của chúng mình. 20 năm chung một lối về. Hôm nay hẳn các bạn cũng giống tớ, thức dậy rất sớm, thậm chí là mất ngủ cả đêm qua. 20 năm rồi, chúng mình đã xa nhau quá lâu rồi mà. Hôm nay đã có những người từ Tây Bắc trở về, có những người từ miền Nam bay ra, thậm chí có những bạn từ Canada vượt nửa vòng trái đất để trở về đây trên một lối đi chung. Thật lòng cảm ơn các bạn. Hôm nay thầy cô của chúng ta không quản xa xôi, không quản tuổi tác, không quản những công việc riêng để trở về với chúng mình. Cho chuyện nơi đây, ta dòng chơi vui đùa theo tháng ngày. Có những lúc ghét nhau, rồi hôm sau lại chợt quên mau. Giờ sao trời vẫn sáng lớp bên ta cùng đá cầu. Kỷ niệm đó mãi chẳng thể quên. Giờ học cứ mỗi lúc mùa thi đến, cũng sẽ chia bao nhiêu khó khăn bên nhau lúc cần. Nụ cười hãy cứ cứ mãi thật trong sáng để tôi mang đi theo suốt đời, mang theo suốt đời. Thời học sinh thật vui ghê, làm cho ai cũng muốn quay về. Cười giòn tan hòa tiếng hát khúc ca rộn vang, cùng đùa vui cùng mơ ước, cầm tay ta bước trên con đường. Từng khoảnh khắc đậm đà cho lòng thêm vang. Một thời học sinh la 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 la. Từ một thời học sinh la 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 la. Từ một thời học sinh la 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 la. Từ một thời học sinh la 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 la. Từ một thời học sinh mãi nhớ với một thời học sinh. Yeah, sẽ mãi nhớ về một đời ước mơ. Kỷ niệm đó mãi chẳng thể quên. Giờ học cứ mỗi lúc mùa thi đến, cũng sẽ chia bao nhiêu khó khăn bên nhau lúc cần. Nụ cười hãy cứ mãi giòn tan, nụ cười hãy cứ mãi thật trong sáng để tôi mang đi theo suốt đời, mang theo suốt đời. Cảm ơn tất cả các em, cảm ơn các thầy các cô cho các buổi. Cô có nhớ em học sinh nào của mình năm xưa hay không? Các em là luôn luôn là hạnh phúc, là thành đạt trong cuộc sống. Mình ngày xưa thì cũng là học sinh cá biệt của lớp 9D. Đến cuối tuần bắt lớp 7 đúng không? Mình là mình rất nhiều. Cái môn gì mình cũng nghịch rồi. Trân trọng kính mời cô Phạm Hồng Nhiệm, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đồng Hương. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón cô. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban chi ủy, ban giám hiệu nhà trường xin được nhiệt liệt chào đón và chúc mừng các thầy cô giáo, các em học sinh niên khóa 1998-2002. Vâng, 20 năm trở lại trong lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường, xin được trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo, người đã dành cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời cống hiến trong mái trường học cơ sở Đồng Hương, đã chăm chút nương niu ươm mầm các thế hệ học sinh để hôm nay những em học sinh, những người khách quan sau đã quay lại với người, những học trò của các thầy các cô đã trở thành những thơ thơm sẵn ngọt, những con người tình nghĩa. 1998-2002 chung một lối về. Vâng, xin trân trọng cảm ơn các thầy các cô và em học sinh. Tôi chưa bao giờ xúc động cả, nhưng ngày tôi xúc động. Cho nên cảm ơn cái niềm tự hào các em được cho tôi đứng đây để phát biểu chia sẻ tình cảm dành cho khóa 1987, niên khóa 1998-2002. Lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi tới các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh lời chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc và chúc tất cả.
gặp lại các em trong trò cũ của mình, vui lắm chứ, khách sẵn sàng tìm lại nơi trường thắng mọi thời gian nhớ tình thầy trò kỷ niệm chẳng mờ. Các em về trường về với thầy đây, những ngày xưa vẫn nhớ, giờ kiểm tra cứ thì thầm to nhỏ nên nén nhìn thầy trao đổi còn về nhau. Các em về trường đi tất cả cây cây ngồi nói chuyện, thầy la rồ lục tóc, giọt nước mắt hôm nào trong lớp học ra diết bây giờ chẳng thể nào quên. Em trở về trường thầy vẫn ở đây, các em về trường gợi nhớ nét thân quen, đứa nào cũng nhớ tôi cây ngày ấy vẫn nghẹn hồn mơ. Cảm ơn các em học trò cũ của thầy. Khóa 98-2002 xin được kính tặng nhà trường. Và chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt kia. Cá nhân mình ủng hộ vào 1 triệu. Thủy 9C ủng hộ 1 triệu. Tuyệt vời. Tôi là học sinh lớp 9E, tôi ủng hộ 500.000 đồng. Rồi tuyệt vời. Chúc các chị mong. Tôi lớp trưởng lớp 9E xin ủng hộ 2 triệu. 2 triệu. Quỹ khuyến học của trường là 1.500.000 đồng. 1.500.000 à. Tôi đoàn lớp 9E ủng hộ 500.000. Ủng hộ cho quỹ khuyến học của trường 1 triệu. 1 triệu chúng ta có 20.500.000 phải không ạ? Ủng hộ là 2 triệu đồng. Wow. Mình xin ủng hộ quỹ là 5 triệu. Mình xin ủng hộ là 2 triệu rưỡi. Mình ủng hộ quỹ là 1 triệu. 1 triệu đồng. Tôi ủng hộ 5 triệu nhá. 5 triệu có vẻ là 36 đúng không? 36 triệu rồi. Tôi ủng hộ 1 triệu cho quỹ khuyến học của cháu. Rồi, đồng hồ mất chị ta. Mình xin ủng hộ quỹ học từ đầu cơ 1 triệu đồng. Mình để lớp 9B mình sẽ ủng hộ với làm các em học sinh là 2 triệu đồng. Cô thấy rất là xúc động khi các em đã làm một cái việc rất có ích cho xã hội. Cô xin ủng hộ 500.000 để chúng ta. Cũng rất cảm ơn cô. Thì chúc cô có thầy. Xin được cảm ơn những tình cảm của tất cả các bạn học sinh đã dành cho quỹ khuyến học của nhà trường. Bức tranh này chắc chắn sẽ được để ngay lối chính diện của cái phòng truyền thống khi tất cả các khóa học sinh lớp 6 vào trường trung học cơ sở Đồng Cương sẽ được đến
với cái phòng truyền thống này và sẽ nhớ đại quá giờ làm sao để quên tháng năm đó in sâu vào trong tim ngày nào dòng trời đã bỏ quên những âu sầu mùa hạ say màu nắng khát khao những cơn mưa rào thân yêu tạm từ nhau có những thứ ta chưa kịp nói ra từng cơn gió cứ mãi cuốn trôi đi bao buồn vui còn vương vãi sân trường trong sân nơi chúng ta khắc lên một trái tim sao giờ đây khi xa nhau cây buồn ngơ ngác